Trong chiến dịch, các đội hình thanh niên tình nguyện cùng với nhân dân đã sửa chữa trên 650 km, làm mới trên 107 km đường giao thông nông thôn, xây mới 11 cầu, lắp đường dây và đèn điện chiếu sáng cho trên 84 km đường nông thôn, xây mới và tu sửa 73 nhà văn hóa, tổ chức 115 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế nông thôn cho đoàn viên thanh niên và nhân dân miền núi. Ngoài ra còn triển khai hiệu quả 176 tuyến phố khu vực đô thị văn minh. Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được triển khai rộng khắp, giúp đỡ gần 3.000 gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trên 6.000 em được tặng học bổng với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.